Thầy chào các em đã đến với bài giảng của thầy Quang. Trong tiết học này, thầy sẽ hướng dẫn các em làm các cái bài tập luyện tập cũng như là các câu hỏi cuối bài số 3 khái quát về hệ điều hành trong trang số 18 sách giáo khoa tin học lớp 11 bộ sách cánh diều các em. Đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài tập vận dụng. Bài tập có nội dung như sau. Em hãy tìm hiểu xem điện thoại thông minh của em dùng hệ điều hành gì. Nó có phải là hệ điều hành nguồn mở hay là không? Thì ở đây thì các em đang sử dụng điện thoại nào? Thì các em làm bài tập vận dụng này theo cái điện thoại mà các em đang có ha. Thì ở đây điện thoại của thầy là điện thoại Oppo Reno 8T 5G. Đây là cái điện thoại này các em. Thì thầy sẽ trả lời theo cái điện thoại mà của thầy đang sử dụng ha. Thì tương tự thì các em cũng làm như vậy nha. Thì ở đây điện thoại thông minh, trả lời là điện thoại thông minh của em là điện thoại Oppo Reno 8T 5G. Thì điện thoại này sử dụng hệ điều hành Android các em. Và đặc biệt thì Android có rất là nhiều phiên bản ha. Thì điện thoại này sử dụng cái phiên bản là Android 13 ha, mới nhất hiện tại. Thì hệ điều hành Android là một cái hệ điều hành nguồn mở ha. Đó, thì như vậy là chúng ta đã trả lời xong câu hỏi trong bài tập vận dụng ha. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 1. Hệ điều hành có phải là phần mềm duy nhất trong máy tính bảng hoặc là điện thoại thông minh hay là không? Vì sao? Thì hệ điều hành không phải là phần mềm duy nhất trong máy tính bảng, điện thoại thông minh hết các em. Tại vì hệ điều hành đóng vai trò trung gian giữa phần mềm ứng dụng và phần cứng. Thì để thực hiện được các công việc cụ thể thì cần phải có phần mềm ứng dụng các em. Tức là mỗi một phần mềm ứng dụng như vậy nó có một cái chức năng, nó thực hiện một cái công việc cụ thể nào đó, nó hỗ trợ cho con người ha. Máy tính thực hiện được nhiều việc á, thì cần phải có nhiều phần mềm ứng dụng. Do đó thì ngoài hệ điều hành ra thì máy tính có thể là còn có thêm nhiều cái phần mềm ứng dụng khác nữa ha. Câu hỏi số 2, Newton, một số hệ điều hành thương mại thường gặp. Thì một số hệ điều hành thương mại chẳng hạn như là MS-DOS hay là Windows. Tuy nhiên thì hệ điều hành MS-DOS này thì hiện tại người ta không còn sử dụng nữa các em. Sau này thì hãng Microsoft đã phát triển nên hệ điều hành này Windows rồi. Thì hiện tại thì người ta sử dụng rất là phổ biến, rất là thông dụng đối với hệ điều hành Windows. Và cái phiên bản hiện tại, phiên bản mới nhất đó là hệ điều hành Windows 11 các em. Câu hỏi số 3 là em hãy nêu tên một số hệ điều hành nguồn mở thường gặp. Thì một số hệ điều hành nguồn mở chẳng hạn như là hệ điều hành Linux chạy trên máy tính ha, hay là hệ điều hành Android chạy trên các cái thiết bị di động chẳng hạn như là smartphone, tức là điện thoại thông minh đó, hay là máy tính bảng ha. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em làm bài tập vận dụng cũng như là trả lời một số câu hỏi cuối bài số 3 khái quát về hệ điều hành. Thầy chúc các em học tập thật tốt, đạt được nhiều điểm cao nha. Thầy dừng tiết học ở đây. Bye bye và hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau nha.